Làm ngắn ngắn này dễ gắp. Giật sạch luôn. Để xong rồi nè. Đây có một đôi. Ừ, đôi vừa gót này. Thì cái mai làm phải đôi to tướng kia kìa. Ừ. Đôi này. Đũa vuông kia gắp sao được? Cái gà đang nóng à. Đây chú. Đấy. Bên kia có lấy không? Vào đây nhá. Này cho cái mai của tim. À. Đầu này anh ơi. Đầu đó, đầu nhá. Chết thử. Thấy chưa? À đầu chưa mang lên. Vẫn còn dưới được à? Còn 3 miếng. Còn. Tuy bật cái bia ra uống kìa. Hay gặp được. Này, không có rượu này, uống bia đi. Quay, ăn đi, quay đi. Anh con lên, lên này, lên này. Ăn hết, chơi đó đi. Cứ hết mồm. Cái giò trên là giò gà, giò dưới là giò lợn. Chú chịu khó làm. Từ trước luôn. Họ làm hôm nọ xay đây thịt lợn không xay đây. Anh thử xem. Cái giò trên này là giò gà này, cả gà cả lợn trộn lẫn. Còn dưới là đây đừng nhắm à. Tí phải dưới em. Có khẽ rồi. Không?